Cảnh sát Osaka xác nhận danh tính người Việt bị hành hung đến tử vong. Người quay clip dài hơn một phút ghi lại vụ việc nói trên được cho là người Việt Nam, nhưng người này đứng quay mà không hề có hành động nào để cứu giúp người bị hại. Chiều 3 tháng 8, Cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật đã có văn bản chính thức xác nhận nhân thân của nạn nhân bị hành hung và sau đó bị đạp xuống sông tử vong ở tỉnh này. Trong công văn gửi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Cảnh sát tỉnh Osaka cho biết nạn nhân là TTA, sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam, TTA, bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 ngày 2 tháng 8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu thuộc quận Chua, thành phố Osaka. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, mất vào lúc 21 giờ 21 ngày 2 tháng 8. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết Tổng lãnh sự quán đã làm việc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và cơ quan cảnh sát tỉnh Osaka, đề nghị các cơ quan này chỉ đạo điều tra, sớm truy bắt được hung thủ đưa ra xét xử trước pháp luật. Tổng lãnh sự quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại khu vực Kansai để thu thập thêm thông tin và triển khai công tác bảo hộ công dân kịp thời. Tổng lãnh sự quán cho biết đã liên hệ với bạn cùng phòng với TTA. Bạn này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của TTA để điều tra. Mặt khác, Tổng lãnh sự quán đã liên hệ với người thân của TTA tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản. Tổng lãnh sự quán đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Trước đó, tối 2 tháng 8, trên mạng xã hội, trong đó có fanpage Osaka Baito của Facebook, xuất hiện một video clip được cho là do một người Việt Nam quay về vụ việc nói trên. Người quay clip dài hơn một phút ghi lại vụ việc nói trên được cho là người Việt Nam, nhưng người này đứng quay mà không hề có hành động nào để cứu giúp người bị hại. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên lạc với anh Bùi Đức Bảo, người bị cộng đồng mạng cho là người đã quay và đăng tải video clip đó trên lên fanpage Osaka Baito. Anh Bảo khẳng định không phải là người quay video, mà chỉ đăng tải lại video clip này để câu view.